Kính thưa quý Phật tử, trong cuộc đời chúng ta có thể nói có rất là nhiều cái khó khăn. Và một trong những cái khó khăn đó là chấp nhận được cái khuyết điểm của chính mình, hay là nghe những điều trái tai, những sự góp ý nghịch lòng, những điều mà mình cảm thấy chạm vào trong trái tim như là một cái sự tổn thương, thì có thể nói đó cũng là một cái sự khó khăn. Bởi vì bản năng của con người là luôn luôn muốn được mọi người khen ngợi, tán thán. Mình làm được những việc tốt, mình luôn mong mọi người ghi nhận điều đó, đánh giá đúng cái công việc mình đã làm. Mình đang hy vọng như vậy, tự nhiên có những lời nói như nước tạt một gáo nước vào mặt, hay những lời chỉ trích phê bình làm cho trái tim mình tan nát. Cho nên trong cuộc sống có rất là nhiều sự khó khăn, nhưng mà nghe những cái điều phê bình, những trái ý nghịch lòng, thật sự đó cũng là một cái điều rất khó chịu. Từ khi chúng ta mới lọt lòng, ta đã quen với cái lời khen của bố mẹ. Khi ai khen ngợi, thầy cô giáo khen ngợi, mình rất hạnh phúc. Và khi người lớn khen ngợi là giúp chúng ta gì? Hãy tiếp tục cái việc làm đó. Việc làm đó rất hay, việc làm đó rất quý, hãy tiếp tục. Cho nên bố mẹ thường hay nói với ta những lời như là con giỏi lắm, con ăn giỏi lắm, con hát hay lắm, con học tốt lắm. Và mình đi học mà được thầy cô giáo khen, đây là một học trò ngoan, đây là học trò xuất sắc, đây là rất là xứng đáng với tình thương yêu tin tưởng của thầy, mình cũng rất hạnh phúc. Nói chung, cái chủng tử của chúng ta sinh ra trong cuộc đời này là chúng ta luôn luôn yêu chiều vỗ về cái tôi, cái gọi là bản ngã trong cuộc sống. Cho nên rất thản nhiên để đón nhận lời khen ngợi, nhưng thường không bình tĩnh chấp nhận những lời phê bình. Chỉ cần ai đó nói về yếu điểm của chúng ta là lập tức chúng ta sẽ nổi nóng, tức giận hay là phản kháng. Có những người hiền lành thì không có phản kháng, nhưng mà buồn và để trong lòng nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, có khi là sống để bụng, chết mang theo. Và sư muốn nói rằng tự nhiên con người ta hướng đến cái lời khen, sự tán thán, ca ngợi, hài lòng. Do vậy, người ta lại sợ cái ngược lại, đó là sợ bị đánh giá, bị phê phán, bị phê bình. Tự nhiên nó sợ như thế. Đó, nó là những vấn đề về tâm lý. Mà bây giờ mình đi tu tập thì có khi mình ngồi yên như thế này để mình lắng nghe tiếng nói của tâm mình. Nhưng mà hồi nghe một hồi sau thấy buồn ngủ quá à. Không biết cái tâm mình nói gì không biết. Chứ mà tụng kinh niệm Phật còn nương chúng tụng được, còn thầy bảo ngồi thiền thì một chục là mình ngồi mình ngủ mất, vì mình không lắng nghe được cái tiếng nói của tâm mình. Vậy mình lắng nghe điều gì các vị? Lắng nghe để biết rằng mình vẫn thích được khen ngợi. Mình già rồi vẫn khen trẻ, mình vẫn thích. Thấy không? Mình cũng phải đẹp gì mà khen mình xinh, mình vẫn thích. Rồi đó là mình đăm đăm vậy đó, mình đã nhìn mặt chị như cái bông hoa, mình vẫn thích. Bởi vì cái xu hướng của chúng ta là vẫn thích hưởng thụ lời khen ngợi. Và nó là một sợi dây xích vô hình níu chân ta. Mà chúng ta luôn luôn sống trong lời khen thì cái ngược lại là mình không thích và mình sợ. Và chính vì sợ cho nên nó trở thành một sợi dây xích vô hình, làm cho ta mất tự tin, không dám ra khỏi cái vùng an toàn, không dám nói, không dám phát biểu, không dám làm cái gì, bởi vì là sợ phê bình, sợ bị đánh giá. Nhưng mà thường là cái cuộc sống này, ai mà bắt tay vào công việc, ai mà dấn thân trong cuộc sống thì thường hay bị phê bình, bị chê bai, bị đánh giá. Còn mình ngồi ở nhà, tới bữa thì mình nấu cơm, ủa cơm tôi ăn mà, tôi nói đụng tới ai, phải không? Rồi là nhà mình ở, tivi mình coi, và thậm chí mình lạy ông Phật của mình, tôi bình yên. Nhưng mà thật sự ra cũng không phải là bình yên đâu, mà là không có ai
chạm vào cái tự ái, cái tổn thương của mình. Nghĩa là mình tìm một cái vùng an toàn để mà mình sống. Thế thì bây giờ đó, ngay cái vùng an toàn như vậy là mình thấy ổn rồi chứ gì. Nhưng mà cái đời tu của mình đó, thì đôi khi mình phải nhìn thẳng vào cái nội tâm để mình thấy mình khắc phục được cái ngã, cái tôi. Mình có dễ buồn, dễ bị tổn thương khi người ta phê bình, chê trách, đánh giá mình không? Khi mình đối diện hoặc lắng nghe hoặc bị chê trách phê bình mà cái buồn một chút xíu thôi rồi đi qua, mình suy tư, mình cảm nhận để mình phấn đấu, mình tu tập. Cái điều đó là điều chúng ta nên làm. Còn nếu lúc nào cũng ở trong một vùng an toàn, sợ hãi phê bình, sợ chê trách, sợ đánh giá, thì điều đó có thể nói rằng cái sự tu của chúng ta cũng còn non yếu lắm. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Các vị vỗ tay, vậy lát nữa sư chọn mặt gửi vàng nha. Sư nhìn coi ai đó sư chê một câu đó rồi coi làm sao nha. Đó là sư báo trước. Có bất thình lình kìa, không báo trước kìa. Giống như đi thi đâu có ai báo trước đề, phải không? Đó, mình giải quyết được cái đề đó, cũng như là mình đón nhận những cái điều không như ý trong cuộc sống, mình nghĩ gì? Những điều bất như ý trong cuộc sống đến với mình mà mình lại cảm thấy nhẹ nhàng, thản nhiên, và mình lại cảm ơn cuộc đời nữa, là chứng tỏ chúng ta đã biết tu tập và có sức chịu đựng trong cuộc sống. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, có lẽ con người ta, cái bản năng sợ bị phê bình, sợ chê trách, sợ đánh giá, sợ phê phán, nó đã hình thành ở trong cái đời sống của chúng ta từ bao giờ không biết. Và quá trình chúng ta từ nhỏ lớn lên thì vẫn thích được khen. Nhìn những cái tiêu cực chung quanh, đôi khi mình cũng hay phê phán, chê bai. Nhưng mà đến mình thì mình không thích, nhưng mà người khác thì mình lại sẵn sàng chê bai, góp ý. Thì mình nói theo cái số đông, và mình cũng không cần biết rằng cái người nghe kia họ đang đau khổ, đang tổn thương. Vì vậy hôm nay là sư nói đến khía cạnh đó. Mình thì sợ bị phê bình, nhưng khi mình phê phán người khác thì mình lại không tiếc lời. Lời nói không là dao mà cắt lòng đau xé. Cho nên hôm nay mình nói cái khía cạnh đó. Và cái cuộc sống này đó, ai cũng sợ bị đánh giá. Nhưng mà làm sao tránh được điều đó? Bởi vì không ai có thể làm vừa lòng cả cái thế giới này. Không thể vừa lòng cả thế giới này được. Cái tôi thường được yêu quý, vuốt ve và nuôi dưỡng cho nó. Đó, để mà mình cảm thấy rằng mình hài lòng khi ai đó khen ngợi, chiều chuộng, vuốt ve cái ngã của mình. Các bạn, hai bạn trẻ gặp nhau mà yêu nhau thì họ nói là dùng những lời có cánh cho nhau, phải không nào? Mà có thể là những điều nói chưa đúng sự thật, nhưng mà không tiếc đâu, không tiếc dành những lời làm vừa ý nhau. Cho nên chỉ mong gặp nhau thôi, bởi vì chỉ gặp cái đối tượng đó là nghe những lời cất cánh trên mấy tầng mây. Về nhà đó, má là sai công việc, ba thì rầy, anh chị thì biểu mình lười học, toàn cái gì đâu không à. Mà gặp người yêu thì không còn ai đẹp hơn em trên cõi đời này, không còn ai dễ thương hơn em, không còn ai làm cho anh cảm thấy mát mẻ như giữa trưa hè. Ngược lại em cũng dành những lời có cánh cho anh, đúng không nào? Đó, anh đầy cương nghị, anh đầy bản lĩnh, anh là niềm tin, là chỗ dựa. Trong khi ở nhà anh cũng làm biếng muốn chết luôn mà anh. Mà anh cũng ăn bám của bố mẹ, của gia đình. Nhưng có gặp em là em hiểu anh thôi. Đó, chân tìm đến nhau, mong đợi nhau, bởi vì nói những lời hợp lòng nhau, xoa dịu bản ngã cho nhau và chấp nhau đi trên những đôi cánh của những tầng mây. Vì vậy là mình thích cái người đó là bởi vì đó, người đó xoa dịu cái bản ngã và làm hài lòng, bởi vì người đó hiểu mình. Nhưng chưa chắc đã hiểu đâu, nhưng mà họ dành những lời khen cho mình. Trong cái cuộc sống này, nghe nói xấu nhiều, chê bai nhiều, người thân cũng chưa chắc đã khen mình, người thân có khi còn chỉ trích mình nhiều nữa. Vậy mà mình gặp cái người đó, họ tán thán,
họ ca ngợi, họ nói mình từ bi, dễ thương, trí tuệ, cho nên mình mong gặp cái người đó, bởi vì cái người đó xoa dịu bản ngã của ta. Hôm nay mình phải nhìn ra cái khía cạnh đó. Đó, khi mình nhìn ra được cái điều đó rồi đó, thì mình sẽ tự xác lập cái đời sống mình không nên dựa dẫm. Bởi vì cái dựa dẫm đó vật chất là đã là một phần rồi, nhưng mà dựa dẫm vào lời khen và sự tâng bốc và có khi là hoàn toàn giả dối. Và nghe cái điều gì thẳng mà nói thẳng thì sự thật mất, mất lòng, đôi khi trở thành kẻ thù của nhau. Cho nên hôm nay mình phân tích cái khía cạnh này để cho chúng ta nhìn thẳng vào nó, để hiểu rằng cuộc sống này mình không nên sợ bị coi thường hay vì một câu chê trách của ai đó mà cảm thấy tổn thương, buồn bã và thậm chí là mình muốn chết luôn. Có nhiều người người ta bị trầm cảm tiêu cực là bởi vì ai cũng bị, gặp ai người ta cũng chê hết. Cho nên lúc nào cũng vậy hết á. Cái phương pháp để trước khi mình muốn góp ý người ta một điều gì, mình hãy tìm cái tốt của họ, chứ đừng có chê hết 100%. Mình cũng phải 50-50 là hơi là nhiều rồi, còn không phải tìm ra 70% cái tốt và bình phẩm 30% hoặc là góp ý 30% cái xấu, cái cần phải khắc phục, thì cái người nghe đó sẽ dễ nghe hơn. Nếu như mình vô mà mình nói xối xả như vậy đó, thì tự nhiên là như một lưỡi gươm chắt đôi mối tình thâm giữa hai người. Tại vì không ai chịu nổi hết. Đời đã buồn, đã khổ, đã lắm sự tổn thương, đôi khi cô đơn và bất hạnh. Và phải gặp cái người bạn thân mắng xối xả luôn. Và thật sự cái người bạn mắng là bởi vì thương mình. Nhưng mà chúng ta đừng quên Đức Phật dạy, cuộc sống này muốn chan hòa, muốn yêu thương, đi đâu người ta cũng yêu quý, lắng nghe mình, là mình phải có tu tập trong tứ gì ha? Không phải tứ diệu đế thì tất nhiên rồi. Tứ gì? Tứ vô lượng tâm và gì nữa? Một cái tứ nữa. Tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ, xả. Một cái tứ nữa. Một cái tứ nữa. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, tứ nhiếp pháp. Mà các vị thực hiện hành được cái bố thí và ái ngữ, lợi hành và đồng sự đó, thì chúng ta sẽ thành tựu được rất là nhiều thứ, để gọi là đem lại những sự ích lợi cho cuộc đời. Còn tứ vô lượng tâm nói như vậy chứ không dễ thực hành. Từ bi hỷ xả. Từ là có rồi đó, ban vui. Bi là cứu khổ. Ở đây tôi thấy ai cũng có làm hết trơn á. Ai cũng có ban vui, ai cũng có cứu khổ hết á. Nhưng mà hỷ xả rất khó nghe. Hoan hỷ và tha thứ rất khó. Có trí tuệ mới hoan hỷ mới tha thứ được. Đó là tứ vô lượng tâm. Còn tứ nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thế thì cái điều mà làm cho người ta tiếp nhận được đó là ái ngữ, lời nói cho dễ nghe. Sư đây nhiều khi đó, sư giảng rồi mà sư sợ nghe lại lắm. Tại vì là đôi khi đó mình cũng có những cái sự mình nhìn xuống các hàng Phật tử đi nghe pháp mà sao không thấy chú tâm nghe. Đi nghe pháp ngồi bật điện thoại, bấm bấm cái gì đó, nghe nghe cái gì đó, cái mình bức xúc. Cái lời nói của mình nó hết êm dịu, nó căng lên. Nó căng lên mà thấy người đó vẫn tiếp tục điện thoại, cái nó căng thêm chút nữa. Rồi một hồi thấy nói chuyện nữa chứ. Cái rồi mình thấy cái lời nói của mình nó không còn chánh niệm. Khổ mấy chục năm rồi chưa đủ hả mấy bà? Mình căng rồi. Mình đi nghe pháp còn không muốn nghe nữa. Còn nói chuyện nữa, còn điện thoại nữa. Mình nghe lại mình không dám nghe. Mình thấy cái lời của mình nó không còn ái ngữ nữa. Cho nên đó, mình có bố thí, có ái ngữ, lợi hành, đồng sự,
mọi người làm mình cùng làm. Mình nói ra một điều lợi mình lợi người. Mình nói một điều người ta nghe được, mình nghe được. Mình nghe lại cũng không thấy chói tai. Nó đều phải có yếu tố chánh niệm tỉnh giác. Không có dễ. Cho nên sư nói trong cuộc đời này, con người ta sợ phê phán, sợ bình phẩm, sợ chê bai. Thì mình hãy nói cái vế bên phía này. Lời nói cũng là không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, mà Đức Phật gọi là ái ngữ. Chúng ta suy nghĩ về điểm yếu của bản thân. Có thể chúng ta thấy yếu đuối, ít có dám thừa nhận khuyết điểm của mình. Hoặc có người dám thừa nhận đó là nhược điểm của tôi. Nhưng mà nếu ai phê phán thì mình cảm thấy mệt mỏi, xuống tinh thần, đau đớn, tổn thương. Mặc dù mình biết rõ đó là lỗi của mình. Ví dụ như ở đây có một người làm cái gì cũng được hết, mà vô nội trợ là nấu cơm không chín, quét nhà là không xong. Mình biết là mình dở, nhưng mà ai chê á là mình không có chịu. Đó, thà nó, tôi ít làm bếp, chị ít làm bếp lắm phải không, thì cũng còn được. Chị dở lắm, nấu bếp không có ra gì là mình bị tổn thương. Cho nên cái lời nói của mình đó, thì mình phải lựa lời mình nói. Mình nói chị ba không vô bếp thì chị ba sắp xếp đạo tràng nha. Chị sắp xếp đạo tràng rất là tốt. Chị Năm thì vô bếp nấu, ai ăn cũng hoan hỷ. Nó khác với câu là chị ba mà nấu cái gì ở ngoài này. Tự nhiên chị ba sắp bàn, sắp kệ mà chị ba buồn. Cho nên cái cách nói của mình cũng là một cách nói mà làm cho người ta không buồn, mà cũng là đồng sự với chúng ta. Bởi vì một cái khóa tu đâu phải là chỉ một chuyện nấu cơm, mà có rất nhiều việc để làm cho một khóa tu. Mà một người cứ chăm chăm vào điểm yếu của mình đó là mặc cảm. Cho nên cũng không nên chăm chăm nhìn vào điểm yếu của mình. Mình biết mình có cái yếu đó thì mình cũng không có chối cãi. Tôi nói rồi ha, làm gì cũng được hết, nhưng mà đừng có giao cho tôi là đánh máy, đừng có giao tôi computer là tôi không có rạch. Làm cái gì thì làm nha, đừng có giao tôi đi chợ, tôi rất là dở. Mình cứ nói thật đó. Cái gì cũng vậy hết, mình cứ nói ngay cái điểm yếu của mình trước thì hóa ra là mình an toàn trước. Nhưng mà thường là ít có ai chịu như vậy. Muốn người ta phải nhận xét cho mình tốt mọi mặt. Nhưng mà sư nói đó, đời này nếu mình tốt mọi mặt thì đã vừa lòng cả thế giới rồi. Nhưng mà không, ngay trong cái nhà nhỏ xíu của mình đó, vừa lòng ông chồng chưa chắc đã vừa lòng mẹ chồng. Vừa lòng ông ba thì chưa chắc đã vừa lòng má. Mà vừa lòng ba má chưa chắc đã vừa lòng anh hay chị. Mà vừa lòng anh chị chưa chắc vừa lòng anh rể chị dâu. Có khi vừa lòng hết mà con nó không ưa mình. À, mình mang nặng đẻ đâu mà nói con có thích má. Như một mũi tên đâm vào trong trái tim mình. Nhưng mà rõ ràng là mình không thể vừa lòng cả thế giới. Có phải vậy không? Và khi các vị biết mình không thể vừa lòng cả thế giới, người ta mình nghe chỉ trích chê bai, mình nói Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát. Bởi vì tôi cũng còn có nhiều khiếm khuyết nhược điểm, tôi không thể nào có thể làm vừa lòng tất cả. Đó. Ở trong nhà thờ Kitô giáo, nhà thờ của Thiên Chúa giáo có một cái câu để tay vô ngực: lỗi tại tôi mọi đàng. Cái gì cũng do tôi hết. Nhưng mà họ đọc kinh thì đọc được, nhưng mà chỉ trích là họ không có nhận lỗi à nha. Thà là đọc kinh à thì sám hối, rồi tội từ tâm khởi đem tâm sám, mình đọc hết. Nhưng mà ai chỉ vô mình, nói mình lỗi này lỗi kia là mình không đủ sức chịu đựng. Bởi vì sao? Bởi vì cái ngã của mình không có chịu nổi sự gì? Sự xâm hại. Mà trong duy thức học đó, nó có một cái thức gọi là mạt na thức. Cái mạt na này nó luôn luôn bảo vệ cái ngã của mình. Cái ngã của mình đó, thấy không? Cái ngũ uẩn này nè. Đấy. Rồi tinh cha huyết mẹ gặp nhau có một cái thức, có duyên gá vô đó rồi hình thành.
một con người nó kết tinh từ nhiều cái duyên và nghiệp trong quá khứ và hiện tại mới thành cái con người hôm nay. Nhưng mà khi mà cái một trong những duyên nó rã, như mình đang thở, bây giờ mình hết thở là mình chết. Người mình lặng ngắt tức là nó mất cái lửa, chết. Đất, nước, gió, lửa mất, mình nhịn khát 3-4 ngày khô hết, chết. Chỉ cần thiếu một duyên thì không còn cái thân này. Cho nên gọi là vô ngã, bởi vì cái thân này nó do duyên mà hợp thành, chứ nó không thật có. Nhưng mà khi đã có cái thân này rồi, có cái tên nữa nè, tên thích nữ hương nhũ nè, là mình chấp dữ lắm. Đó, để ai khen sư hương nhũ vui vẻ, hoan hỷ, dễ thương, chà, mô Phật, mô Phật. Mà nó ai nói nghịch lại cái điều đó thì là may mà mình không biết liếc, chứ mà không chắc cũng liếc mấy cái bén như dao, phải không nào? Tại vì mình không có chịu chê. Nhưng mà sư nói thật với các vị là sư đó, từ nhỏ tới lớn có cái gì thì cũng hay nói thẳng. Cái lời nói của mình đôi khi nó cũng có phần nặng nề, nhưng mà sư không có dùng cái mắt để mà liếc qua đâm lại, thì sư lại không có làm cái đó. Nhưng mà có những người họ không nói mà mắt thì lại liếc như dao, thì cái đôi mắt đó cũng làm tổn thương trái tim người. Cho nên có một cái bạn sinh viên lên nói với sư: thưa sư, hôm nay con lên thăm sư, con gặp sư con mừng quá à. Nói vậy hả, sao hôm trước cái ngày tu bắt con trai con không về? Nói hôm đó tụi con bận đi một chương trình ngoại khóa của trường đại học. Nói, hôm nay mà không có ngày tu mà về chùa gặp sư con rất là mừng. Nói sao vậy, có chuyện gì kể sư nghe. Nói con đang rất buồn. Mới nói mừng cái quay con rất buồn. Hỏi sao đó? Cái người bạn mà con giới thiệu với sư đó, đối xử với con tàn nhẫn lắm. Nói tàn nhẫn là như thế nào? Đó. Sư nhớ bạn gái của con không? Sư nhớ chứ, bạn con giới thiệu với sư là học rất giỏi và rất là hiền lành. Thế sư ơi, hồi ôi không có hiền đâu, mắt nó liếc như dao. Nó làm cho con mất ăn, mất ngủ. Nó giận con không nói lời nào, nó liếc một cái như dao, rồi đường ai đấy đi. Đó, cho nên đôi mắt cũng là một con dao cắt lòng đau xé. Vì vậy là sư nói ở đây là làm gì? Để mình tu tâm sửa tánh, mình sửa lời nói, sửa cặp mắt. Nhiều khi mình đi đứng, cái cách đi cũng thấy là mình kiêu căng tự mãn trong cách đi của mình. Mà nhiều khi nhìn cách đi không biết, con người trầm cảm, đi cứ cúi gầm xuống, nói thì không có ra lời, trầm cảm rồi. Mà cho nên sư nói là mình phải chỉnh sửa. Tại vì mình thấy là cái lời Phật dạy không có đưa chúng ta đến những thế giới đau buồn, tâm tối. Thậm chí mình có lỗi, Đức Phật cũng không cho mình mang ở trong người của mình, trong tâm mình ngày này sang ngày khác. Mình sám hối, mình không có tái phạm là coi như hết tội. Chứ không có mang ở trong cái tâm của mình, rồi nội kết ở đây ngày này sang ngày khác, để rồi cuộc sống mình không có niềm vui. Đức Phật không có chấp nhận chúng ta mang những cái nỗi tiêu cực ở trong lòng. Vì vậy mới nói là không luyến tiếc quá khứ, không có sống với quá khứ, mà cũng chẳng vọng tưởng đến tương lai khi nó chưa đến, mà hãy sống tốt ngay trong hiện tại, bây giờ và ở đây. Cho nên cũng có những người chẳng biết rõ mình thiếu sót cái gì, nhưng mà luôn luôn nghĩ là mình yếu ớt, mình mặc cảm, tự nhiên mình tự ti với chính mình. Trong khi mọi người nhìn về mình thì họ thấy mình có rất là nhiều ưu điểm. Nét mặt thì sáng, đôi mắt thì thông minh, tính tình thì rất là hiền dịu. Nhưng mình lại không nhìn thấy cái tốt của mình. Luôn luôn mình tự ti, mặc cảm. Mình nghĩ rằng cái thế giới này nhìn mình, đang chê trách mình một cái điều gì đó. Cho nên cái đứa con của mình, cái đứa cháu của mình vốn nó đã hay mặc cảm, thì các vị đừng dùng những lời như búa, như dao mà giật lên trên cái đời của nó. Đang mặc cảm rồi thì mình phải làm cho nó yêu đời lên, cho nó tự tin lên.
Giê-xu la rầy một đứa học trò. La rầy xong rồi sư nói: các em đó, các con nhìn xem có những ưu điểm gì. Mới rầy nó rồi, nó đang thấy là sập đổ rồi, trái đất này không còn gì rồi, nó đang buồn. Thì các con nói coi bạn này có ưu điểm gì. Thế nó nói ưu điểm rồi thì ai cũng nhận ra những cái điểm tốt. Thế rồi nói cái mặt nó tươi tươi lên từ từ, nghĩa là nó không phải là chỉ là một cái thứ vất đi. Cho nên cái cuộc sống này cũng do cách ứng xử mà con người ta có niềm vui trong cuộc sống, hoặc cũng do lời nói, việc làm, cách ứng xử của mình mà người ta cảm thấy chỉ có muốn chết mà thôi. Cho nên những cái điều này hết sức đơn giản và gần gũi trong cuộc đời. Đôi khi chúng ta đòi phải thuộc hết mấy tạng kinh rồi biết cách sống. Không đâu. Ngay cái chữ ái ngữ thôi là mình phải có trí tuệ mới biết phải ái ngữ như thế nào là đúng với chánh pháp. Chứ con người nói ngọt như mía như mật để rồi lừa gạt kẻ khác thì cái ái ngữ đó không dùng được. Kính thưa đạo tràng, một trong những điều rất quan trọng nhất mà đạo tràng nên nhớ là cuộc sống không hoàn hảo và mỗi chúng ta cũng không ai hoàn hảo. Không có ai mà thành công sẵn sàng để bước vào đời này. Nếu mà mình toàn bích hết á, mình toàn bích hết á, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không bước vào cuộc đời để trải nghiệm những cung bậc khổ và đau. Ở đây khổ đau là gì? Là mình phải học để trải nghiệm cuộc sống và biết mình đã đem cho cuộc đời những cái khổ đau đó. Bây giờ mình phải nhận lại những cái khổ và đau đó đó. Mình phải trải nghiệm để biết mình đã làm gì cho cuộc đời này. Nếu mà vỗ tay thì buồn khổ đến bớt than van. Tại vì dạ xin cảm ơn là cuộc đời cho tôi trải nghiệm để tôi sẽ biết là vì sao mà tôi khổ đau. Và tôi khổ đau thì cuộc đời này cũng có rất nhiều người khổ đau. Mà hôm nay tại sao tôi cảm nhận cái niềm đau này? Là bởi vì tôi đã từng làm cho người ta đau. Bây giờ tôi phải đau để tôi rút kinh nghiệm, tôi đừng làm người khác đau. Mình biết như vậy là mình sẽ thấy nhẹ nhàng liền thôi đó. Được không nè? À, các vị nghe những điều này xong rồi đã gia đình các vị hạnh phúc. Tại vì là ví dụ như ở đây thấy người nữ hơi đông, và cũng có một vài ông xã ngồi ở đây. Rất là mấy ông xã nó nên cho 10 điểm đi. À, tại vì sao? 1000 cái phước bên vợ không bằng cái nợ bên chồng. Mình làm công đức rất là nhiều mà ông xã mình chưa tu thì cũng còn nặng nề lắm. Mà mình tu á một chút, mà ông xã mình tu một phần ngàn cái chút đó thôi đó là đã thấy có phước rồi. Cho nên á, sư nói các đạo tràng đó, sao mà mấy bà nhiều hơn mấy ông? Là bởi vì mấy bà tu mà chưa hồi hướng cho mấy ông, chưa hoan hỷ cho mấy ông, hay bắt lỗi mấy ông. Bây giờ chúng ta về, chúng ta sẽ thay đổi cách sống. Ví dụ mình đi tu về, bắt đầu là ông xã mình, bạn đời mình nói cao, nói thấp, nói nặng, nói nhẹ, thì mình cứ nở một nụ cười như cái thời mới quen nhau đi, có được không? À, ủa mấy bữa sao tôi nói một bà nói hai mà bữa nay sao tôi nói bà cười không vậy? À, tại vì tôi học Phật tôi biết rồi, những lời thấp cao gì cũng là bắt đầu từ cái nguyên nhân từ ở mình trước, cho nên tôi đâu có gieo nữa làm chi. Đó, tôi nghe, tôi hoan hỷ, tôi đón nhận và tôi lắng nghe cung bậc của lòng tôi. Nếu mà em không thấy em giận anh đó thì em thấy là em tu tốt rồi anh à. Mà thực sự nghe chứ đừng có nói bằng cái giọng mỉa mai nhô. À, đừng có mỉa mai. Phải rồi, ông tốt hơn tôi biết quá mà. Đó, ông nghe ông biết liền. Ông biết là cái giọng cay đắng rồi. Cho nên đã biết cái cuộc đời này không hoàn hảo thì ánh không hoàn hảo mặt này, mình không hoàn hảo mặt kia. Cho nên ai cũng có những cái khiếm khuyết, nên mình nỗ lực tu tập để hoàn thiện, chứ không nên dành thời gian để chỉ trích và chê bai lẫn nhau. Ai cũng cần có thời gian để mà chuyển hóa,
Không phải nói mà thay đổi liền. Các vị phải nhớ như vậy đó. Đó, như sư bây giờ kể từ hồi mà đi theo sư bà tu cho tới bây giờ mấy mươi năm rồi. Đó, nhưng mà mỗi lần mà về lạy sư bà thì vậy mà ông vẫn lựa lời ông dạy mình. Ông cũng nói con làm được cái này cái kia, thầy cũng hoan hỷ, cũng khen một hồi rồi bắt đầu mới nói cái này cái kia con nên chỉnh đốn lại. Chứ đâu có vô mà ông rầy mình liền. Mà đây mình đi tu mấy chục năm rồi nè, mà mình còn không chịu được cái lời nói quá thẳng, thì mình suy ra ai cũng vậy thôi. Cuộc đời buồn khổ nhiều thì hãy có những lời nói dễ nghe để giúp nhau, chứ không phải để tâng bốc nhau và đưa nhau vào trong ngặt cảnh giới tối tăm u buồn. Bởi vì bạn tốt là bạn để xây dựng chúng ta, và để hoàn thiện, khắc phục những điểm yếu thì phải cần có thời gian. Có một nỗi sợ dường như nó tăng trưởng theo độ tuổi của con người, đó là sợ bị phê bình, đánh giá. Nhỏ thì sợ bị đòn, lớn lên thì sợ quê, lớn hơn nữa thì sợ người ta phê phán. Càng lớn thì cái ngã càng to. Cho nên mình tu theo Phật đó, thì hãy nhớ vô ngã mới là niết bàn. Mà mình dễ giận, dễ hờn, dễ buồn, dễ trách thì tức là càng tu cái ngã càng to. Sư nói như vậy nhưng mà sư cũng biết cái ngã sư to lắm. À, chứ sư không hề khen sư vô ngã đâu. Cái ngã sư to lắm, đã không nào? Tại vì sao? Bởi vì cái ngã là cái nó làm cho mình luân hồi sanh tử trong vô lượng kiếp. Mà nếu như mà mình cái ngã mà nó nhỏ lần rồi là vô ngã thì là mình đã là sống trong chân tâm Phật tánh rồi. Nhưng mà mình đang tu đây, mình còn đang trải nghiệm rất là nhiều cung bậc của cuộc sống và vẫn lấy cái ngã để mà biết cái sự tu tập của mình. Chưa thể vô ngã được. Cho nên đó, cái nỗi sợ hãi người ta phê bình, người ta chê bai nó lớn dần theo tuổi tác, theo thời gian. Nhỏ là chỉ sợ bị đòn thôi, cho nên nói dối. Rồi, ai làm bể cái ly đây? Đã đổ thừa. Rồi con không biết, đổ thừa con mèo. À, để làm sao khỏi bị đòn. Nhưng mà lớn lên đó, thì vì sợ người ta chê bai đánh giá, có thể mình trút tất cả tội ác của mình qua người khác. Cho nên cái tội của mình làm đã là ác nghiệp, mình lại trút qua một người khác, lại thêm một vòng ác nghiệp nữa trên đôi vai của chính mình. Vì vậy trong cuộc đời này, nếu càng để ý tới ánh nhìn nhận xét sợ cái đánh giá của bên ngoài thì chúng ta càng khó tu tập. Cái lời góp ý chân thành, nhất là lời dạy dỗ của thầy, của cha mẹ, của bạn tốt là mình nên lắng nghe, vì là vì tình thương. Còn lời của thiên hạ chúng sanh, nếu mà mình cứ nạp vào trong tai đó thì mình sẽ tự đau khổ với chính mình. Có cái để nghe và có cái cũng không cần phải màng đến. Làm sao mà vừa lòng cả thế giới, sư nói rồi. Cho nên luôn luôn cái điều nghe rồi phải suy xét lại tâm mình. Văn rồi đến gì? Tư. Tư rồi đến tu. Văn là nghe, tư là suy xét, tu là thực hành. Và cái điều đó mình xét thấy mình không có thì bỏ qua một bên. Mà có người ôm cái điều đó mà đau khổ từ năm này sang năm khác, thật quả là vô minh. Cho nên cuộc sống hay nói tri túc thường lạc, biết đủ là vui, nhưng khó có ai cảm thấy đủ. Đời sống ngày có hai bữa cơm hay là ba bữa tùy theo cái chế độ ăn uống của mỗi người. Đủ về ăn uống có thể được, nhưng mà cái cuộc sống này khó mà người ta cảm thấy đủ. Bởi vì sao? Đầy cạnh tranh và ganh đua. Khổ là vì cái đó đó các vị. Người ta hài lòng với hiện tại rất khó. Cho nên cái lời mà Đức Phật dạy, tri túc thường lạc, biết đủ là vui, chúng ta đừng có nghĩ chỉ đơn thuần là mấy bữa cơm có rau, có đậu, có nước tương.
Mà cái đủ ở đây là cái tâm mình có hài lòng với cuộc sống hiện tại hay không. Cái đó mới là quan trọng. Nếu mỗi ngày chúng ta thấy happy, hạnh phúc, healthy, nghĩa là thấy khỏe, không? Mặc dù ai cũng có bệnh, nhưng mà thôi vậy là được rồi. Con có bệnh mà sao con ngồi lưng thẳng vậy nè, con lắng nghe vậy nè, vậy là tốt rồi. Và balance, nghĩa là con cân bằng, không quá giận, con không quá vui, con không quá buồn, vừa vừa thôi, để còn nghe pháp, để còn tu tập. Như vậy mình mới có hạnh phúc, và mình mới mang được cái hạnh phúc cho nhiều người. Đó, cho nên cái bài pháp hôm nay nó sẽ là hai khía cạnh. Một là mình hãy xem lại lời nói của mình, cái cách phán xét của mình có làm tổn thương đau lòng người khác không. Mà các vị biết không, có nhiều người á, người ta không hài lòng với cuộc sống, người ta dùng toàn những lời cay đắng với mọi người. Mà cái người đó không có tội với mình, nhưng bởi vì vốn mình không có hài lòng với cả cuộc đời, cho nên mình gặp ai mình cũng buông lời cay đắng, chua chát. Mà nhất là mình thấy người ta thành công nữa, lại càng những lời chua chát và cay đắng. Thì hôm nay hãy suy xét lại, không nên. Mà mình hãy học, sư nói cái khó là cái hỷ xả đó. Hỷ là vui với cái thành công, với hạnh phúc của người. Xả là khi người ta làm những điều trái ý nghịch lòng mà vẫn tha thứ bao dung. Vậy mới là con Phật, vậy mới là đi tu tập bát quan trai giới. Đồng ý không? Sư nhìn xuống sư thấy các vị là hoan hỷ lắm nghe. Có nhiều người đeo khẩu trang mà thấy cặp mắt cười. À vậy là được 9 điểm trên 10 rồi. Chỉ cần cười thôi là được 9 điểm rồi. Còn một điểm nữa là tiếp thu bài pháp. Đáng lẽ phải 50-50 chứ. 50 điểm là hoan hỷ, 50 điểm là tiếp thu. Vậy mà 90 điểm là hoan hỷ, 10 điểm tiếp thu bài là được rồi. Sư là một người cho điểm rất rộng, đúng không? Vậy mà có người không bao giờ hoan hỷ được. Nhà thì có cơm ăn, chồng thì yêu thương, con cái thì cũng tử tế, nhưng mà không có hoan hỷ được. Tại sao? Tại mắt ngó vào cái nhà kia và thấy mình có nhiều cái chưa bằng, cho nên không có hoan hỷ được. Đó, tại sao không nhìn những người mù, không nhìn những người khuyết tật, không nhìn những người chưa có nhà cửa để mà thấy mình rất hạnh phúc và phải làm gì giúp đỡ cuộc đời. Đó, các vị thấy không, mấy hôm nay đó hả, không phải mấy hôm nay, cả tháng nay rồi, là không biết cái kẻ vô danh nào đó ngày nào cũng cho sư vô bệnh viện nằm á. Ngày nào cũng thấy cho sư vô bệnh viện nằm, có không? Có. Nhưng mà các vị nói, à nói quyên góp nữa chứ. Nhưng mà các vị nói có, vậy là sư thấy được rồi. Nghe là các vị đâu có tin. Mà tội là tội mấy cái người mà không biết á. Chứ còn thật sự cái người dám làm cái điều đó, đúng ra rất đáng thương. Cái ngày đầu mà sư thấy mấy cái người mù, người nghèo bị lừa đó, bà bán ve chai, bà nói nguyên 3 ngày mới được 50 ngàn, đi nhặt 3 ngày được 50 ngàn. Mà con gửi cho sư hết rồi, sư nhận được không? Được 50 ngàn mà gửi cho sư hết rồi. Mà gửi cho ai? Gửi cho vô mấy cái tài khoản giả mạo đó đó. Thế mới thương cho cái người nghèo, làm cái nghề ve chai cực khổ như vậy, có 50 ngàn không dám ăn mà chuyển vào trong cái số tài khoản để mà cho sư hương nhũ uống sữa. Đó. Nhưng mà xét ra cái chuyện này, cái người thương á là cái người nhận á. Cái người nhận 50 ngàn đó đó mới là tội. Còn cái người bán ve chai là bằng cái tâm hồn rất thánh thiện, tử bi, thương sư. Nhưng mà chúng ta không thể nào tiếp tục cái việc làm này, bởi vì chúng ta lại tiếp tay cho cái tội ác. Nhưng mà các vị thấy sư vậy là biết rồi. Đó, Hòa Thượng, viện chủ mới nói nè, nói cũng thương sư quá cho nên là họ mới mắc mưu, mắc lừa, cũng thương sư quá mà. Đó. Nhưng mà thương thì bây giờ mình phải thương như thế nào? Tại vì các vị thấy đó, cái nhà tu hành cũng hiếm có ai đau bệnh mà lên trên mạng mà kêu gọi.
trừ những cái trường hợp nào mà sư nói bất khả kháng lắm. Chứ còn cái chuyện nhà sư mà đau ốm mà kêu gọi ở trên mạng thì các vị hãy xem xét lại. Sư nghĩ khó lắm mới có cái chuyện này các vị. Cho nên mình lại phải suy nghĩ lại rằng không biết nhân quả nghiệp báo gì mà giờ tối ngày cho mình vô nhà thương nằm. Mình phải biết mình có gieo một cái nhân. Tại vì các vị thấy ông giảng sư có nhiều không? Nhiều. Mà sao không ai vô nhà thương mà sư Hương Nhũ vô hoài vậy? Như vậy là mình phải biết đó là gì? Nhân quả của ai? Của chính mình. Lỗi tại tôi mọi đàn. Chắc mình cũng trong quá khứ có từng vu khống ai đây, cho nên bây giờ ta vu khống mình. Nhưng mà đừng nên những người nghe những cái tin như vậy, hãy thận trọng trước khi mất tiền vào trong những cái số tài khoản giả mạo. Còn bản thân sư nói thật chứ, mỗi lần phóng sanh là xin hồi hướng cho oan gia trái chủ, lỡ có vay của ai cái gì xin hồi hướng công đức đến các vị, đừng có lấy tiền của dân lành nữa. Còn tôi là tôi xin hồi hướng công đức cho các vị. Đó. Mình phải nghĩ về mình trước các vị. Nhưng mà trước hết là sư giận. Sư giận, sư thấy lấy tiền của người mù, người bán ve chai, người nghèo ở trong mấy cái xóm gần chùa đó, họ mất tiền nó đi qua, có sư nằm bệnh viện nào. Thì mới lúc đầu là sư có giận, nhưng mà mình phải kịp thời chánh niệm để biết rằng bất cứ cái gì xảy ra trong cuộc đời nó đều bắt nguồn từ cái nhân của chính ta. À, có một thượng tọa nói sư, thôi đừng buồn, đó là hệ lụy của người nổi tiếng. Sư nói, ủa, cái thế gian này biết bao nhiêu người nổi tiếng và rất nổi tiếng, nhưng mình cùng lắm là Phật tử, cũng có thương yêu, có. Chứ còn nếu nói là nổi tiếng thì biết bao nhiêu người nổi tiếng mà họ đâu có đưa vô nhà thương nằm cấp cứu vài giây. Cho nên đó là nghiệp của chính mình. Hôm nay sư nói thật lòng là sư xin sám hối nếu có cái nghiệp đã vu khống ai trong quá khứ, để thành tâm sám hối. Đó. Để cho những người nghèo, những người mù lòa, những người khuyết tật không mất tiền trong những cái vấn đề nghe sư bệnh mà mất tiền. Xót xa lắm. Thế thì bây giờ nói lại cái vấn đề bài pháp của chúng ta. Cái phán xét, cái phê phán lại là một mặt khác. Mặt thứ nhất là mình ít có thích nghe phê bình, sư cũng vậy. Nhưng bây giờ phải tập nghe. Tại vì nếu không nghe, mình không biết mình đang ở đâu, mình tội phước thế nào. Cho nên bây giờ người ta thị phi mình như vậy là biết mình cũng còn kém phước. Để mình ráng tu nữa chứ. Còn nếu cái gì cũng vừa ý, chắc là mình leo lên trên ngọn cây mà ngồi kia, chứ không phải ngồi ở đây, cũng là gần các vị. Ngồi tuốt ở trên cao kia. Nhất là người nữ các vị. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải luôn luôn sám hối và tu tập. Thì một cái mặt là mình không thích phê phán, chê bai hay cái gì xấu xa mà gán vô mình là mình không thích. Thì một mặt khác là phán xét, phê bình cũng là một cái nghiệp chướng của kiếp sống con người. Nói cả hai mặt, mà ai cũng phạm cả hai. Sư cũng phạm cả hai. Chúng ta trong sự mất chánh niệm đều phạm cả hai. À. Người hay phán xét là nguyên nhân khiến cho cuộc sống ít có niềm vui. Cho nên bây giờ mình làm thầy, thấy không? Mà giờ cái người học trò của mình nó làm những cái điều sai trái, thì mình phải tùy theo nhân duyên, căn cơ, trình độ để giáo hóa. Có khi cũng nói những lời mất lòng, nhưng mà đâu thể nào mà mình dùng ác tâm được, mà phải bằng từ tâm. Còn cái phương tiện khi này khi khác, những cái bắt nguồn giống như cha mẹ vậy đó. Giận con, rầy con, phạt con, nhưng có ai yêu thương con bằng mẹ? Có phải vậy không? À. Cho nên các vị thấy không? Vu Lan là lúc người ta nhắc đến
công cha nghĩa mẹ. Nhưng mà thường là người ta nói lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Mẹ mang nặng, đẻ đau, cu mang 9 tháng 10 ngày, nâng đỡ đưa con vào đời. Cái gì ngon nó đưa con ăn. Con nói sao mẹ không ăn? Nói mẹ ngán rồi, chứ thiệt sự là mẹ nhịn cho con hết. Có phải vậy không? Nhưng mà rầy con, giận con cũng là mẹ. Cho nên mỗi lần con hư á, thì ba nói tại bà chứ ai. Con hư tại mẹ chứ ai. Cho nên cái gì cái người mẹ cũng lãnh đủ hết trơn. Con mà nên người ta khen dòng họ nội, khen cha mày. Chứ hư là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Có phải vậy không? Suy xét đi. Thương cái người phụ nữ lắm, nhưng mà học Phật phải tỉnh. Cho nên á, sư thì không làm mẹ như các vị, nhưng mà mình cũng làm người mẹ của những đứa con trong chùa. Nó coi mình như cha mẹ, mình đi tu, giờ các em nó theo mình tu thì nó bỏ cha mẹ, nó xem đây là cha mẹ. Thì thật sự ra không mang nặng đẻ đâu mà vẫn thương. Một cái tình thương đó không diễn tả được. Thì tự nhiên sư hiểu được các vị. Các vị còn thương cỡ nào? Bởi vì con các vị là máu thịt của các vị rứt ra. Cho nên sư còn biết cái tình thương của cha mẹ nó lai láng, nó dạt dào lắm. Mà mình đâu bao giờ muốn con mình đó vì yêu thương mà nó hư đâu. Cho nên vì vậy mà phải giận, phải hờn, phải đủ thứ hết. Chẳng là vì muốn con nên người. Đó, các vị thấy không? Nhưng mà riết rồi bởi vì muốn con nên người đó, cho nên mình hay phê phán con, mình hay chê bai con, mình hay trách móc con, rồi mình so sánh con mình với con hàng xóm. Bây giờ sư nói các vị là không nên như vậy. Mình dạy con cái gì thì cứ dạy, chứ mình đừng có nói là tao thấy con bà kia mà đã tủi giúp tao lắm. Con bà ba, con bà tư. Bà ba, bà tư có cái khổ của bà đó. Chẳng lẽ bà khai cho mình nghe. Con mình có cái tốt của nó và nó có cái hạn chế của nó. Bởi vì là cái thế giới này không thể hoàn hảo. Chính mình cũng vậy mà. Cho nên đừng so sánh mình với con người ta. Nó ức lắm. Thà rời thẳng chứ so sánh nó sẽ tự ti, nó mặc cảm. Và sư khuyên các vị không so sánh. Cái chuyện này là sư cũng rút được kinh nghiệm những năm gần đây. Chứ hồi xưa sư cũng hay so sánh đệ tử mình với đệ tử người ta. Sau là thấy đệ tử người ta buồn buồn bỏ chùa đi mất tiêu, rồi mình thấy đệ tử mình nó khờ khờ chứ cũng còn ở với mình. Đừng có so sánh chi. Rồi đôi khi cái đứa đó nó vốn nó ít có tài đó, nó đã vốn mặc cảm rồi đó, mà mình lại còn chê bai, mình còn so sánh đó, thì mình sẽ làm cho cuộc đời của nó không có niềm vui. Thì thành ra mẹ thương con mà mẹ lại hại con, mẹ ơi. Mà sư biết các vị nói cái gì cũng là vì thương con hết trơn á. Đó, cái đạo tràng này toàn là các bậc cha mẹ không à. Chứ nếu mà khóa tu mùa hè á, thì là toàn trẻ không, là nói chuyện khác. Cái đây là bậc làm cha mẹ. Cũng vì thương con nên hay phê phán. Và chính cái vì phê phán đó mà mẹ không vui mà con cũng chẳng vui. Thôi chúng ta góp ý cái gì thì góp ý. Rồi thường hay nhắc những cái tốt. Mà đời chúng ta lại hay nhắc cái xấu. Và chê trách buồn phiền vì cái xấu. Có đúng vậy không? Tại sao cái lúc người sắp lâm chung chúng ta phải ngồi gần, gọi là khai thị? Có người gõ mõ niệm Phật rầm trời hết, người ta đau đầu lắm. Không phải vậy đâu. Mình phải nhắc khi còn sống đã làm những cái gì tốt. Con còn có tâm nguyện gì với cuộc đời không? Ông còn muốn làm gì nữa không? Ông đừng có buồn nghe. Ông sanh ra những đứa con tuyệt vời, nó nên người nè. Đó, nhà cửa đang đàng hoàng. Ông là một Phật tử quy tam bảo, có người còn thọ Bồ Tát giới. Ông đã làm được những việc tốt. Nghĩa là cái người sắp mất hãy nhắc những việc tốt trong đời sống của họ để họ vui lên. Chứ không phải mà cứ niệm Phật rầm trời mà họ về Phật. Mà hãy nhắc những việc tốt để cái tâm của người sắp ra đi đó họ hướng về cái điều hoan hỷ. Mà hoan hỷ là sanh
sanh thiên, mà buồn phiền thì đọa địa ngục, giận dữ thì ngạ quỷ súc sanh. Cho nên cái người ngồi gần đó, hãy nhắc những cái việc tốt trong cái đời sống của người đó đã làm, để có những giây phút cận tử nghiệp tốt lành. Thì chúng ta, quý Phật tử ngồi ở đây, ông bà mình không dễ thương, sao sanh ra mình dễ thương như vậy? Người bạn đời các vị không dễ thương, sao cho các vị đi tu bắt quan trai? Mình đã phải biết ơn rồi. Nếu nói về cái tốt cũng có rất nhiều cái để nói, nhưng cái đời này họ lại ít nói cái tốt, bởi vì là mình chưa hài lòng, thành ra mình cứ moi cái xấu ra mình chê trách. Vì vậy mà cuộc đời nó phủ một màu u ám. Mà nếu mình nói cái tốt thì nó sẽ có những cái vui. Rồi trong 77 cái tốt có 3 cái xấu thì nó cũng còn nghe được. Còn các vị không có nói cái điểm tốt nào, mà đặt cái bát cơm, mâm cơm xuống mà xa xả rồi nói chuyện gì đâu không à. Họ đem lửa ngoài nhà, ở ngoài đường vô trong nhà, mà lửa ở ngoài đường đem vô đốt nhà mình. Rồi là chưa đủ nữa, đem lửa ở trong nhà ra ngoài đường. Bà có biết không, tôi mới cãi lộn với ổng kia. Rồi với ông kia, cái bà kia làm sao? Nếu tốt á, thì bà nói, ông nhà chị vậy là tốt rồi, thôi chị hoan hỷ đi. Nhưng cái bà kia đâu có tử tế, mà tại bà ngu mà mới lấy ổng với tôi là bỏ lâu rồi. Ngồi cười riết à, đúng không, phải không? Tại vì cái cuộc đời là người ta quen nói những cái điều đó. Nhất là cái người mà người ta đó, mà đau buồn á, thì người ta thích người khác đau buồn, chứ người ta không muốn người khác hạnh phúc. Cho nên giờ mình đang cãi lộn với ông xã, mà cái nhà kia cũng cãi lộn, mình rất vui. Chứ đây mình đang học mực mà cái nhà kia vui á, thì mình rất là không vui. Cho nên tại sao ngày xưa đó, mà cái người con bất hiếu phải rớt xuống địa ngục, đầu thì đội cái vật nặng mà ngồi trên cái bàn trông. Mà trong khi như vậy thì cái người con nó mới nói, con nguyện tất cả những bất hiếu của ai trên thế gian con xin gánh chịu, để đừng ai chịu đau đớn như con. Con đã bất hiếu rồi, con phải chịu cái cảnh ngồi trên bàn trông đầu đội những cái vật nặng lạnh lẽo, đau buốt cả đầu, thì con xin những ai đã bất hiếu thì đừng bao giờ bất hiếu nữa, tại vì sẽ đau khổ lắm. Và những cái nỗi đau đớn này con xin chịu, tại con không muốn ai đau khổ như vậy. Chỉ cần phát nguyện như vậy, lập tức người con đã được sanh thiên, trông vỡ tan, và tất cả những vật gì đè trên bản thân đều tan tành hết. Bằng một cái niệm tâm hoan hỷ thôi thì là tội nghiệp đã tan tầm. Muốn gánh những cái nỗi đau cho người khác. Nhưng mà cái thế gian này thì thấy người ta hạnh phúc là muốn nổi điên lên. Cho nên á, không có ai làm buồn mà cái mặt mình cũng buồn. Nhân buổi sáng mà sư gặp mấy người học trò của sư, sư nói cười lên đi chứ, cười lên cho tôi có một ngày mới hạnh phúc chứ, sao nhìn tôi lầm lì vậy? Bánh bao thiêu đâu có đâu mà sao mời tôi cái bánh bao chiều như vậy? Tại vì nó sẽ tạo cho mình một cái sắc thái âm u trong cuộc đời mà không biết ai đem đến. Sư nói như vậy là có trừ hao rất nhiều, không ai vậy đâu. Sư nói trừ hao là chánh. Đó. Thế thì chúng ta phải biết rằng cái cuộc sống này khi mình muốn người khác an lạc, hạnh phúc là cái phước báo đã đến với mình rồi. Sư nghĩ cái người mà người ta giả cho sư nằm bệnh viện lấy tiền chắc người ta rất khó khăn. Tại vì người ta biết cái đó là cái quả báo nó chắc không tốt rồi, nhưng mà chắc là khổ lắm. Đó. Mong sao mà trúng số một cái mà giải mấy cái nghề bậy đó đi, giải nghề là ác nghiệp đi. Đó. Hay có một cái số tiền nào đó cho họ chấm dứt cái ác nghiệp này. Mà nếu có giận hờn gì đối với sư thì sư tới thật với các vị là thành tâm sám hối. Không biết có ai mà làm cái việc đó mà ngồi đây không? Chắc không có, nói chơi vậy đó mà. Đó. Anh nói, sư ơi sư, cuộc sống buồn mà sư giảng vui vui đi. Đó, giảng vui là vậy đó. Giảng vui nhưng mà mình phải gì? Mình phải chuyển hóa, mình phải thay đổi.
Chứ không phải mình ca ngợi, mình tâng bốc nhau là vui. Đó, mình phải thấy bản chất của cuộc sống. Cho nên mình phải biết cái tánh của mình là thích phê phán. Mà sư nói thật với các vị, sư bà dạy sư, con đi đâu con hãy tập nói những lời tốt lành, khen ngợi những điều có thật. Chứ đừng có nên khen giả dối. Đâu? Nhìn người ta buồn phiền, ta bệnh hoạn, ta già trước tuổi, nói tôi nhìn chị đẹp như hoa hậu, ai nghe vô biết là xạo rồi, thấy không? Mà sao chị buồn vậy? Tôi thấy rằng chị là một người tu rất là tinh tấn đó, tôi chưa chắc tinh tấn bằng chị. Sao chị buồn vậy? Chị có thể chia sẻ với tôi không? Đó, thì người ta nói ra thì mình góp ý chân thành, thì đó là mình được phước. Mình chưa góp ý được cái gì hết đó, người ta kể với mình, lật đật mình kiếm một bà khác mình nói lại. Rồi cái cuộc sống này luôn luôn có những cái sự hỗn loạn, đau buồn, phiền não. Nó cũng từ ở cái nội tâm của mình ít có hoan hỷ, hài lòng với cuộc đời, thưa các vị. Có một người bỏ rất nhiều tiền đi qua Nhật Bản. Để anh chi biết không? Ngắm cái gì? Qua Nhật Bản là ngắm gì? Quá giỏi. Nhật Bản là ngắm hoa anh đào. Để bỏ tiền về Việt Nam ngắm cái gì? Cái cười à. Về Việt Nam ngắm cái gì? Hả? Hoa mai. Về Tết phải không? À, Tết về Việt Nam ngắm hoa mai. Bỏ tiền qua Nhật Bản ngắm hoa đào. Còn về Việt Nam thì sao? Mình chắc chưa kịp nghĩ ra. Mình nói ôi Việt Nam có nhiều cái hay lắm. Nhất là mấy cái đạo tràng tu hành tinh tấn. Về đi rồi thấy. Mình phải có một cái gì mình bảo vệ non sông đất nước, mình tự hào với đất nước mình chứ. Mình nói Việt Nam có cái gì đâu mà ngắm. Là thấy cái hồn của mình nó tối tăm rồi. Mà mình là người gì? Người Việt Nam. Vậy thì kiếp sau có làm người Việt Nam, mình ở biên địa hạ tiện, mình đừng có buồn nghe. Mình chê người Việt Nam. Mình phải bảo vệ Việt Nam. Mình tự hào mà những cái điều chân thật của Việt Nam. Ít nhất là gì? Đây nè, ngày rằm, chúng tôi về chùa, chúng tôi tu tập, chúng tôi nghe Pháp, chúng tôi giữ 8 giới, gọi là giới bát quan trai. Chắc gì mấy cái nước khác đã có. Rồi vì cái bát quan trai đó được gì? Sao không? Hồi trước có những người u buồn, đau khổ, họ tu bát quan trai nghe Pháp riết rồi giờ ai cũng trẻ lại, ai cũng vui, ai cũng hoàn hỷ hết. Cái đó mới là quan trọng. Chứ ngắm hoa đào mà không vui rồi đó, thì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cái đi qua ngắm hoa đào, nhìn thấy rừng hoa, cũng có người nói đẹp quá à. Có người sao? Trời ơi, tưởng cái gì? Thế mà ớ nè. À, sao vậy? Tại tôi thấy trên phim đẹp lắm, mà sao tôi nhìn giờ tôi chẳng có thấy gì đẹp cả. Đó là cái người quen phê phán và lúc nào cũng đưa ra cái yêu cầu 100%. Sư nói cuộc sống này mình chỉ xin 50% là mình đã cảm ơn rồi. Đừng có đòi 100%. Đó. Sư thấy cái đạo tràng vậy là 10 điểm rồi. Người già cũng nhiều chứ mà sao ngồi nghe Pháp trang nghiêm như vậy? 10 điểm được rồi. Bây giờ mình qua, mình ngắm cái rừng hoa, mình tôi nhớ trên phim đẹp lắm mà. Nhưng mà sao mình quên rằng hoa đào mà nở được đã chịu rét mướt của mùa đông. Hoa đào, hoa mai nở là phải qua một cái mùa đông, các vị có đồng ý không? Rồi mới nở được. Nhưng mà hoa đào đó thường nó nở lâu hơn hoa mai vì chịu cái lạnh của mùa đông, lạnh giá dài hơn. Còn cái hoa mai ở trong miền Nam mình đó thì quê hương em hai mùa mưa nắng, chứ không có cái mùa lạnh giá như là mùa đông của miền Bắc. Chính cái hoa đào nó chịu cái mùa đông miền Bắc lâu, cho nên khi nở đó thì hoa đào nở lâu hơn. Vì vậy con người ta chịu đựng được nhiều thì con người ta sẽ hạnh phúc nhiều. Các vị đừng có đòi hỏi 100% như ý. Các vị thấy có những điều không như ý, các vị hãy cảm ơn. Bởi vì nếu không có cảnh mùa đông
thì làm sao có cảnh, có cảnh gì? À, hoa đào mùa xuân. Cho nên cái gì mà không như ý đến thì mình hãy cảm ơn. Và cái cõi ta bà này mình đến để học những bài không như ý. Còn bài như ý là hành thập thiện lên trời ở. Mà mình nhiều kiếp đâu có hành thập thiện. Mình làm ác có thiện, thiện có ác có. Nên mình gặp nhau ở đây để mình trả những cái quả báo đó. Thì mình khi trả thì mình hãy vui để trả và đừng tái phạm những cái ác nghiệp. Các vị đồng ý không? Hơn nữa, khi hoa đào nở không đẹp, các vị chê. Nhưng mà mình làm gì cho cái vườn hoa đó chưa? Hay mình chỉ đến ngắm rồi chê khen? Đứng trước một con người, mình đã giúp gì cho người ta chưa mà đã vội buông lời phê phán? Hãy nhớ điều đó. Con mình á nha, buông lời này lời kia, mà hôm nay sư còn nói đừng có chê con mình nhiều. Nó cũng có những cái tốt của nó. Ít nhất là nó giống ba, nhưng phải giống hàng xóm. Khen cái đó đi cái đã nè. Chê con mình nhiều tức là mình làm cho đời sống trong gia đình của mình u ám. Tại con mình là gì? Là mùa xuân của gia đình, là hạnh phúc của gia đình. Nhưng mình không tâng bốc, không làm nó hư. Nhưng mà vì cái tâm lý cầu toàn, cho nên người phụ nữ hay chê chồng, hay phán xét con cái. Đến với đạo tràng, mình cũng chê cái này, chê cái kia. Không có đạo tràng nào vừa ý mình, tại tất cả đều đến đây để tu. Sư cũng vậy nè, sư cũng đang đi tu. Và do vậy, sư cũng có nhiều điểm bất toàn. Mà sư phải lắng nghe chứ, phải không nào? Đó, sư phải lắng nghe. Nói đoạn nào mà sư giảng nghe nó ái nữ êm tai nghe được, đoạn nào sư lên giọng nó nghe muốn thốn tim mà. Là bắt đầu mình phải rút kinh nghiệm. Bạn sư góp ý sư đó, bạn sư cũng là một giảng sư góp ý cho sư đó. Chị ơi chị đừng có lên giọng nhiều quá, nghe mệt quá. Rồi phải ra suy xét lại. Mình phải cảm ơn chứ. Còn nếu mình giận ai dám góp ý mình. Nhưng mà góp ý dễ thương không? Rất dễ thương. Cho nên khi mình phê phán, mình cũng biết rằng mình cũng chưa góp ý, chưa giúp được gì. Cho nên đừng có phê phán, chê trách chi nhiều. Ta hay buông những lời phán xét vô trách nhiệm, không phải là vì chúng ta không nên là cái gì nó cũng có tiêu chuẩn. Phải như thế này thế kia, đừng đặt ra một tiêu chuẩn. Cái gì cũng đẹp hết các vị, phải không nào? Ta nói một cái câu như thế này thôi. Chẳng hạn như là Nam Đà đó. Nam Đà là Đức Phật nhìn thấy căn cơ của Nam Đà là kiếp sống này tu sẽ chứng quả A-la-hán. Nhưng mà trước khi mà Nam Đà đi tu đó, thì Nam Đà rất là thích hưởng thụ và mê gái đẹp. Và trong cái ngày chuẩn bị đám cưới của Nam Đà mà Đức Phật lại đến ngay trước cái nhà chuẩn bị mà trăng đèn kết hoa đó, Nam Đà bưng bát cho Thế Tôn. Làm chú rể mà giờ đi bưng bát. Nhưng mà bởi vì quá kính thương Đức Phật, cho nên Nam Đà mới mô Phật bưng bát. Đi theo ta. Cái Đức Phật đi về Kỳ Viên Tinh Xá, Nam Đà phải lủi thủi đi theo. Nhưng mà mình đi á, bước đi mình chánh niệm. Còn Nam Đà đi mà nhớ cô dâu. Thấy không? Đó là sự thật mà. Nhưng mà đến tới là Kỳ Viên Tinh Xá rồi đó, thì trả cái bát lại chạy về đám cưới. Nhưng mà vừa đưa cái bát lên, Đức Phật nói, Nam Đà, con có muốn xuất gia với Đức Thế Tôn không? Trời đất ơi, trời ơi, sao mà khó nói quá. Nhưng mà sao? Quá kính Đức Phật. Dạ muốn. Muốn mà muốn khóc luôn. Đức Phật làm thiện lai tỳ kheo, cái rụng hết râu tóc luôn, hết đường về luôn. Cho nên tu mà khổ đau lắm. Tại vì Nam Đà chuẩn bị ta đám cưới mà. Nhưng mà Đức Phật biết căn cơ trình độ của ông này. Còn mình là mình sẽ phê phán ông. Ông này mà tu cái gì? Nhưng mà Đức Phật lại bằng tâm từ bi và trí tuệ quán xét biết Nam Đà sẽ tu được. Nhưng mà nếu mình nói sao ác dữ vậy cô dâu người ta đó. Nhưng mà trời ơi, một ông A-la-hán lợi ích ngàn ngàn chúng sanh.
thấy không? Còn về mà ráp vô cái tuồng cải lương này thì còn đau khổ tới chừng nào? Chính Đức Phật phải cứu thôi. Đó. Thế mà tu thì ngày nào cũng nhớ, thấy không? Đó. Cho nên ai ngồi thiền, quán tứ niệm xứ, quán thân vô thường, quán thân bất tịnh chứ mà, Nam Đà chỉ thấy cuộc đời này vô nghĩa. Tại vì Nam Đà là chuẩn bị ngay chăng đèn kết hoa, mà ở bên Ấn Độ là vợ cưới chồng. À, vợ phải bỏ của cải ra, bỏ gọi là của hồi môn ra để cưới chồng. Đó là phong tục của Ấn Độ cho đến bây giờ vẫn như vậy. Thế Đức Phật, mọi người mới mét là bạch Đức Thế Tôn, Nam Đà ngày đêm là nhớ cô vợ sắp cưới chả tu hành gì. Nam Đức Phật thừa biết chứ. Nhưng mà Nam Đà bạch Đức Thế Tôn, hôm nay là con phải nói thật. Bấy lâu nay con đi tu vì con quá kính Phật chứ con không hề thích đi tu. Thầy con xin Đức Phật cho con hoàn tục. Đức Phật nói được. Cái hay của Đức Phật là vậy đó. Thấy không? Còn mình là bắt đầu là một bài gì? Một bài giảng oran rồi. Người ta nghe người ta muốn chết, ta muốn chạy về cho lẹ nữa. Đức Phật nói được, cho ông về. Nhưng trước khi về thì đi với ta. Thì bắt đầu là Nam Đà được đi theo Phật bằng thần thông Đức Phật cho lên cung trời. À, sư xin lỗi là hôm nay là thầy trụ trì nói là sư muốn giảng bao nhiêu giảng nghe. Sư nói tôi giảng 45 phút, thầy nói không, hôm nay là tôi nói thẳng với sư là giảng bao nhiêu thì giảng. Cho đến khi nào mà chúng ở dưới giơ tay nói I am very hungry thì đi xuống. Nói vậy thôi chứ không có để các vị đói đâu nha. Cười thế kìa trời. Xong rồi đó, trên đường mà đi lên cái cung trời là đi ngang một cái khu rừng cháy. Thì khi rừng cháy thì những con vật ở trong đó cũng cháy. Thì có con khỉ cháy, nó nằm chết lây lất ở trên một cái khúc cây mà nó chết nhăn răng. Tại khỉ nó chết cháy thì nó giống mình nhăn cái răng ra. Kinh khải. Đức Phật nó nhìn con khỉ đó làm sao? Nó có giống vợ của Nam Đà không? Trời, vợ con như tiên ở trên trời. Trời ơi, bởi vì con nhớ vợ con mà con phải về bạch Đức Thế Tôn nói thiệt luôn. Mà Đức Phật đi so sánh là vợ của Nam Đà có giống con khỉ chết này không? Nói không, vợ con như tiên ở trên trời. Lập tức là lên tới cảnh trời liền. Thì nguyên một cái cung trời ấy, đầy phước báo và tiên nga múa hát cảnh trời mà các vị. Các vị nên nhớ là cảnh trời là tuổi thọ ngàn năm vài ngàn năm, nhưng mà rồi sẽ gì? Sẽ kết thúc. Cũng là vô thường nhưng mà nó dài hơn cõi ta bà. Nhưng mà cảnh trời là rất là hưởng thụ, vui sướng. Cho nên tiên thì đẹp, ca múa, cao lương mỹ vị. Ở đây là đâu? Có một người nói, thưa Ngài Nam Đà, đây là cảnh trời của Nam Đà. Khi tôn giả Nam Đà tu đắc rồi đó thì cái cõi trời này, tất cả tiên nga này đó là của Nam Đà hết. Trời ơi, của ta hả? Dạ đúng. Đi gặp hỏi cô nào cũng nói đây là cõi trời của Nam Đà hết. Thì Đức Phật nói sao? Nam Đà cảm thấy những nàng tiên này có đẹp bằng vợ Nam Đà không? Bạch Đức Thế Tôn, nếu Ngài hỏi, nếu Đức Thế Tôn hỏi như vậy đó, thì con xin thưa với Đức Thế Tôn rằng, nếu vợ con mà so với những nàng tiên này, thì vợ con chẳng khác gì con khỉ cháy trong rừng. Làm sao đẹp bằng tiên? Đó, Đức Phật mỉm cười mới thấy con người đó là không bao giờ ngừng cái lòng tham ái. Thấy cái này bắt cái kia so với cái nọ. Cho nên cuộc đời này mà nói mãi mãi khó lắm. Thế rồi là chưa xong. Đi với ta cho Nam Đà xuống địa ngục. Rồi là kết thúc. Thì xuống thì thấy quỷ đó. Nó đang bắt một cái chảo dầu rất là to. Sôi sùng sục. Mà chưa có ai ở trong hết. Thì cái chảo này làm chi? Nó dạ để chờ Nam Đà. Nếu mà ông cứ tham ái sắc dục
Rồi thì khi chết ông rơi thẳng vào cái chảo này đấy. Tại vì lửa dữ thì là nó sẽ đối trị với lại là lửa dục, lửa tham, lửa si. Thì Nam Đà sẽ rơi thẳng vào cái chảo dầu này đấy. Nam Đà mới bạch Đức Thế Tôn cho con ra khỏi chỗ này cho lẹ. Rồi, giờ cho Nam Đà về. Bạch Đức Thế Tôn, con không về nữa, con theo Ngài, con tu. Vậy mà không vỗ tay mới kỳ chứ. Và chuyên tâm tu hành, chẳng bao lâu là đắc A-la-hán, vì ông này đã có căn duyên đó rồi. Nhưng mà cũng cái nghiệp tập khí tham ái, nếu không gặp thầy, không gặp bậc minh sư như Đức Thế Tôn, thì Nam Đà lại sẽ tiếp tục luân hồi trong sáu cõi. Cho đến khi Nam Đà tu đắc rồi đó, thì bây giờ Nam Đà về trời đi, là cái cõi trên đó của Nam Đà đó. Dạ không, tại vì không có còn hạnh phúc nào cao thượng hơn hạnh phúc của người đặt gánh nặng xuống. Việc gì đã làm, việc gì nên làm thì con đã làm, và không còn thọ thân đau khổ về sau, cho nên cũng chẳng ham cái cung trời nữa. Nghe kịp chưa? Vậy cái câu chuyện này kể ở đây để thấy chúng ta hay buông lời phán xét mà chúng ta cũng còn chưa biết đến căn cơ, trình độ, tâm trạng, tập tục, truyền thống, văn hóa của mỗi một con người. Chẳng bớt chê, bớt chê. Khen thì khen cho đúng. Dành thời gian nghe pháp, niệm Phật, thiền tập, tụng kinh. Bớt phê phán. Tại phê bao nhiêu, chê bao nhiêu, về mình hết. Đó. Hôm nay sư la một người học trò, nó khóc. Sư nói tại sao con khóc? Nó nói rằng bởi vì cái chuyện sư la con là oan. Cái điều đó không phải con như vậy. Sư nói con không có cái tội đó, mà con có tội khác không? Nó nói tội khác thì con có. Sư nói vậy là trừ qua, đừng có thưa thớt gì hết. Trừ qua đi con. Tại vì nó không có tội này thì sẽ có tội khác. Nếu người ta không phê mình việc này thì mình cũng còn ngàn cái tội khác, ngàn cái nghiệp khác. Cứ để cho người ta chê mình đi các vị, thì mình sẽ nhẹ nghiệp. Chứ còn đúng tội của mình thì nói làm gì nữa. Nó không đúng tội mà mình vẫn không thấy oan. Tôi không ăn cắp nhưng mà tôi lại tà hạn. Tôi không tà hạn nhưng tôi lại dối trá. Thì không tội này thì nó cũng va vào tội kia. Cứ để cho họ chê bai bình phẩm. Tôi cứ nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nhưng mà sư nói rằng không phải phán xét nhưng xây dựng là việc chúng ta phải làm. Thấy lỗi mà mình không góp ý cũng là không tốt. Nhưng mà nói làm sao mà người ta nghe được, đó là cái đức của mình. Có người nói người ta buồn phiền, có người nói người ta lại nghe. Thì nói mà người ta nghe chứng tỏ người nói có phước đức, có công đức, người ta nghe. Thì ráng tu làm sao mà nói người ta nghe được lời nói của mình. Mình thử biết liền à. Nói người ta giận là thôi lật đật về tu chứ đừng nói gì nữa. Tôi nói vậy còn không nghe nữa, chị nghĩ coi phải không? Phải cái gì? Mình chưa đủ đức mà. Nên thôi lật đật đi về tu. Để người khác sẽ nói cái người đó. Đó, còn Đức Phật dạy khi mình không có đủ sức chuyển hóa cái người xấu, người ác thì hãy tránh. Mình phải lo tu, bởi vì chuyển người ta không được, người ta chuyển mình. Thấy không nào? Cho nên đó, tu là vậy thôi à. Có cái gì đâu mà khó nè. Đó. Cho nên nếu mình luôn phán xét cuộc đời thì đôi mắt mình không còn đẹp nữa. Thấy cái gì cũng u ám thì mình mới phán xét, mới phê bình. Cho nên hồi đó đi với sư bà đi qua Singapore, cái đoàn Phật tử đi theo, thấy cái gì cũng khen bên Singapore, đường đẹp, phố xá đẹp, cái gì cũng đẹp, rồi khen cái lập lập cái chê Việt Nam, nước mình cái này, nước mình cái kia. Cái sư bà nói, đi để mà chê và khen thì các con chưa phải là tu,
Nếu quả thật đất nước mình có những con đường chưa đẹp, mình phải thương đất nước mình còn nghèo. Mình phải làm tăng trưởng tài sản để phát tâm từ mà sửa đường, sửa xá, xây nhà, xây cửa. Chứ không nên lúc nào cũng mở miệng chê bai trong khi mình cũng chưa có cái công đức gì đóng góp và xây dựng. Cho nên những cái gì mà sư bà nói là sư nhớ hoài. Từ đó trở đi là sư đi đâu sư cũng không còn chê nữa. Chứ sư là rất hay chê. Thấy không nào? Đi đâu cũng chê hết. Nhưng mà mình phải biết khi chê là mình đã kết một cái quả báo. Đời mình sẽ bị người khác phê phán và chê bai. Cha mẹ chê con cái đây mà sư cũng còn nói là giảm xuống, mà chỉ có xây dựng, chỉ bảo cho con, chứ đừng có dùng những lời tận cùng mạt hại mà mắng con mình. Mình nói nó quỷ, nó nói ủa chứ quỷ mẹ đâu má. Trời ơi tụi nó ghê lắm. Nói mày quỷ, nó ủa chứ quỷ mẹ đâu mà đẻ ra quỷ con mày vậy má. Trời ơi tụi nó ghê lắm. Cho nên mình học Phật, mình phải có ái ngữ trong gia đình, xã hội, đến đạo tràng, đến mọi nơi. Nó rất là cần thiết. Ái ngữ là một tấm lòng chân thật. Nếu ta luôn phán xét thì đôi mắt ta không còn trong sáng. Cái gì cũng mặc vào một lớp yêu ghét của bản ngã riêng của mình. Ủa mình chê người ta, nhưng mà chồng ta đâu có chê. Mình chê người ta xấu mà chồng ta thấy bà là đẹp nhất trần gian đối với tôi rồi. Thấy không nào? Cho nên mình đâu có chê được. Đó. Dù cái người hôm qua người ta không dễ thương, nhưng biết đâu hôm nay người ta đã là một con người mới. Thì cuộc sống vô thường, mình mang một cái thành kiến, cái người đó không tốt, cái không tốt hoài, đâu có được. Đời sống là sự chuyển hóa, đổi thay. Không nên cố chấp vào định kiến thì ta sẽ không thấy cuộc đời này an vui. Đồng ý không các vị? Trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư nói cho các vị, Socrates là một triết gia phương Tây, thời Hy Lạp, cổ đại. Ông ta cho chúng ta một bài học. Khi ai muốn nói với mình một điều gì, mình hãy có ba cái lọc trước khi nghe. Bà ơi, lại đây tôi kể cho bà nghe chuyện này. Thì hãy lấy ba cái lọc để lọc cái câu chuyện đó. Cái lọc thứ nhất là cái chuyện chị sắp kể với tôi có phải là thật hay không. Nếu là điều chân thật, chị hãy nói với tôi. Thì người kia nói là tôi mới nghe chứ không biết có không. Vậy thì cũng khỏi nghe. Đây là chắc chắn là chân thật. Đó là cái lọc thứ nhất. Cái lọc thứ hai, cái câu chuyện này nói ra có lợi mình, lợi người, có thiện ý không? Mà để hại mình, hại người, để nói xấu một ai đó, dừng lại. Đó là cái lọc thứ hai. Cái lọc thứ ba, cái điều nói ra tốt đẹp cho người nói, tốt đẹp cho người nghe hay không, thì hãy nói. Như vậy, ba cái lọc của Socrates để chúng ta có chánh niệm trước khi nói và trước khi nghe. Nói ra điều này có phải là chân thật không? Sư hôm nay là sư trùng tuyên nói những cái điều mà Phật đã dạy, thì là Đức Phật đã từng nói những điều Ngài đã trải nghiệm trong cuộc sống. Đó là sự thật. Và đó là những điều có thật. Và mục đích nói là thiện ý, vì vui vẻ, vì an lạc chung cho nên nói. Và nói xong thì lợi cho người, lợi cho mình. Cho nên Thầy mới thỉnh sư đến nói. Và chúng ta nghe, chúng ta cũng phải đi qua ba cái lọc đó. Người đó sắp nói với mình cái điều đó chân thật không? Có thiện ý không? Có lợi người, lợi mình không? Còn ác ý thôi đừng nghe. Ác ý thôi đừng nói. Hại mình, hại người thôi đừng nói và cũng chẳng nghe. Hãy tập sống với ba cái lọc đó. Chúng ta sẽ có nhiều cái công đức về khẩu nghiệp, ý nghiệp trong cuộc sống, thưa các vị. Sư xin kể cho các vị một câu chuyện để kết thúc cái bài pháp hôm nay. Đó là câu chuyện về thiên tài và tử thần. Có một vị thiên tài biết được rằng tử thần đang tìm kiếm mình.
Tự thần kiếm là sao? Tự thần mà kiếm là chết. Thấy không? Cho nên bảo vệ tính mạng của anh ta. Mà anh ta rất giỏi về kỹ thuật vô tính, tức là bắt chước. Anh bắt chước cực kỳ hay. Vì vậy anh ta làm ra 12 cái tượng y hệt như mình, làm y chang. Và sau khi tử thần tìm được anh đó, thì phải đối phó với 13 người giống nhau như đúc. Nhất thời thì tử thần không phân biệt đâu là người thật và đâu là người giả. Thì có thể do vậy mà anh ta thoát chết. 13 người giống nhau y hệt. Nghe chưa? Cho nên quả thật khi mà tử thần đến đó các vị, 13 người giống y chang luôn. Mà giơ tay là cùng giơ, bỏ là cùng bỏ. Cho nên là tử thần chẳng lẽ bắt ai giờ? Hậm hực bỏ đi. Nhưng mà sau đó tử thần đã nghĩ ra một cách để phân biệt. Chúng ta nghe nha. Tử thần mới đến nhìn 13 người giống nhau như đúc và nói như thế này: xin chào, xin chào cả 13 người đều mang tên thiên tài. Đúng quả thật là thiên tài đã tạo ra những nhân bản hoàn mỹ giống nhau y hệt. Nhưng tiếc thay, ta đã phát hiện ra tác phẩm của ngươi có một khiếm khuyết, dù rất nhỏ nhưng ta đã tìm ra rồi. Mà khi ông nói câu đó là ông đã biết ai là thiên tài chưa? Chưa. Nhưng mà ông nói câu đó đó: ta 13 tượng giống nhau, nhưng mà tiếc thay ta đã tìm ra một khiếm khuyết. Thế rồi câu nói chưa dứt thì cái vị thiên tài mới nhảy ra. Ông nói gì? Kỹ thuật của tôi là một kỹ thuật hoàn mỹ, chưa từng ai tìm ra một khiếm khuyết nào trên thế gian này. Tử thần nói: à, hóa ra chính là anh thộp khổ đem đi. Như vậy câu chuyện này nói lên như điều gì? Anh thiên tài, rất thiên tài, nhưng anh đã là kẻ ngốc vì một lời chê bai. Cuộc sống mình rất tuyệt vời, nhưng mà ai chê là mình nhảy lên liền à. Thì biết ngay anh là như thế nào. Đó, cho nên nhiều khi người ta thử mình bằng cách người ta buông ra một lời chê bai, chứ chưa chắc đó là khuyết điểm của mình. Người ta chê bai xong rồi mình mỉm cười, người ta rất phục. Mình cảm ơn, người ta phục mình lắm. Mà chê cái là mình nhảy ra liền: bà nói cái gì? Bà nói cái gì? Rồi biết who are you? Biết anh là ai rồi. Cho nên có thể thấy rằng người tài năng xuất chúng nhưng không chịu nổi ai chê bai khuyết điểm. Thì cái bài pháp hôm nay mình hãy lắng nghe. Và một cái vế thứ hai là khi phê phán, chê bai cũng phải lựa lời mà nói. Hơn nữa cuộc sống này chẳng có ai là toàn hảo, nên đừng cái gì cũng chê. Cuộc sống này hãy biết ơn cuộc đời từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nếu mà mình luôn biết ơn cuộc đời, mình học được nhiều thứ lắm. Còn mình cái gì mình cũng hay hết á, thì giống như là cái người đó đi học đạo mà vô đó ông thiền sư ông cho ngồi đó rồi là ông không nói câu nào. Ông cứ chế nước vô trong cái tách trà. Mà chế đến khi đầy rồi ông cứ chế hoài, trà nó ướt hết chứ bà. Thưa thầy, thầy mất chánh niệm rồi hả? Nước tràn ra bàn nãy giờ. Thầy nói không, ta cố tình, ta chế nước tràn lan như vậy đó, để cho con biết rằng cũng giống như con đã biết quá nhiều, thì bây giờ ta có dạy gì thêm nó cũng tràn hết ra đất, chả tiếp thu được gì. Cho nên á, ông thiền sư mà ông chế cái cốc trà đó là cho mình biết con người mình cái gì cũng biết, cái gì cũng đúng, chả học được cái gì đâu. Mà hãy biết ơn, hãy lắng nghe và hãy biết rằng cuộc sống này không thể làm vừa lòng cả thế giới. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.